Rồi xin chào anh em ha. Chào mừng anh em quay lại với kênh trang trại cho cảnh Dog Life Farm của mình. Thì hôm nay bên mình đang có một hợp đồng là khá là lớn, thì dành cho khách ở Đắk Nông, ở Đà Lạt Lâm Đồng. Thì với một số lượng lớn như thế này thì bên mình sẽ hỗ trợ xe đưa đón vận chuyển đi tới tận nơi, và sẽ có đưa bạn và hỗ trợ về mặt kỹ thuật cho bên hộ liên kết luôn nha. Thì mình sẽ quay cận cảnh là như thế nào cho anh chị xem. Rồi. Ở đây hiện tại thì bên mình đang sắp xếp cuốn lên xe và để vận chuyển tới hộ liên kết. Thì hiện tại thì mấy bạn nào mà đang có nhu cầu mà mua giống liên kết hợp tác như bên mình, nếu như anh chị mà mua một số lượng lớn kiểu như thế này thì bên mình sẽ hỗ trợ là vận chuyển cuốn tới tận nơi, và sẽ đưa hỗ trợ mấy anh em, thì những một vài anh em kỹ thuật là đến trại và hỗ trợ về mặt kỹ thuật, những kỹ thuật cơ bản về chăm chó rồi về chuồng trại đầy đủ luôn đó. Thì như hợp đồng trong này thì gồm có là rất là nhiều, thì có hơn hợp đồng mà đây là mới giao một nửa thôi, còn một nửa đợt sau nữa. Thì đợt này là giao trước là 10 bát C3 và 9 bát cục ghi đó, thì đợt sau mình sẽ giao thêm một nửa nữa đó. Hiện tại thì ở Bảo Lộc Lâm Đồng thì Đà Lạt thì bên mình có khá là nhiều trại liên kết, thì ở môi trường khí hậu đó nuôi chó rất là thích hợp. Với lại mình thì có nuôi các liên kết hợp tác tại toàn quốc luôn. Anh chị nào mà có nhu cầu mà liên kết nuôi cuốn giống, nuôi cuốn giống để làm về vừa làm kinh tế vừa làm kiếm thoải mái tâm trí mình đó, thì có thể liên hệ ha. Thì bên mình đang hiện tại đã cung cấp các dòng chó như là Corgi, Shiba, Alaska, Golden, Husky, nói chung là khá là nhiều dòng. Thì mấy bạn thì cứ liên hệ trực tiếp ha. Thì có gì cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại Zalo, mình sẽ liên hệ tư vấn trực tiếp luôn. Đó, mình sẽ liên hệ tư vấn thì điều kiện môi trường, điều kiện khí hậu, điều kiện thời tiết ở vị trí của mấy anh chị nó sẽ phù hợp với cái loại giống gì để mình nuôi, nó sẽ được chất lượng tốt nhất. Đó, thì mỗi loại giống nó sẽ có những điều kiện khí hậu mà chăm sóc khác nhau. Thì cái vấn đề này thì anh chị chưa biết thì có thể liên hệ trực tiếp Zalo, em sẽ tư vấn cụ thể. Thì ngoài ra thì bên mình sẽ hỗ trợ thêm về cám và cho vào máy sấy đầy đủ ha, để cho về anh chị mà nuôi lúc đầu. Còn anh chị nào mà chưa có kỹ thuật thì có thể là bên em sẽ điều kỹ thuật viên qua bên đó và hỗ trợ cho anh chị tất cả các kỹ thuật về chăm chó, chăm cún, về chăm đẻ, tắm rửa đầy đủ luôn. Đó, thì hiện tại thì đang sắp xếp chó lên xe, thì chuẩn bị sẽ vận chuyển chó đi về nơi hộ liên kết ha. Như bé kia bé C3 rất đẹp, thì chất lượng giống bên mình khá là ok ha. Như bé C3 cười kìa chị à, nhìn rất đẹp, rất dễ thương luôn đó. Thì bạn nào đang có nhu cầu liên kết cứ liên hệ ha. Ngoài ra thì bên trại mình cũng đang có chế độ là nhận học viên nha. Bạn nào mà có nhu cầu mà về học kỹ thuật để sau này nuôi sinh sản thì có thể đăng ký học tại trang trại của mình. Thì mấy bạn đăng ký học thì có thể có nhiều ưu đãi và nhiều quyền lợi rất là nhiều. Thì về chế độ cho học viên, thì bạn nào cứ có thì muốn học viên thì cứ liên hệ qua số điện thoại Zalo của mình. Số điện thoại Zalo mình để trên màn hình và mình để dưới phần mô tả đó. Thì đối với học viên thì có thể là sẽ hỗ trợ cho mấy bạn học viên là ăn ở miễn phí, ăn uống ở trại học viên luôn, và sẽ hỗ trợ các bạn có kỹ thuật và chăm sóc, hỗ trợ cún và hỗ trợ mấy bạn nuôi cún tại trang trại luôn, không mất phí đó. Thì còn cái này thì mấy bạn là có nhu cầu liên kết thì cứ liên hệ ha. Rồi, thì một lần nữa thì Dog Life Farm thì cảm ơn anh chị đã xem clip. Rồi anh chị mà đang có thắc mắc và anh chị đang có nhu cầu liên kết giống thì có liên hệ trực tiếp với bên em ha. Rồi, một lần nữa xin chào anh chị, chúc anh chị một ngày vui vẻ.